các bạn. Sau đây là bài tập 2 môn vi xử lý. Thiết kế mạch điều khiển 16 led đơn, viết chương trình cho 16 led đơn chạy quang bế các kiểu như sau: sáng dần từ trái sang phải và tắt dần ngược lại, sáng dần từ hai bên vào giữa và từ giữa ra hai bên, sáng dần từ phải sang trái. Đầu tiên chúng ta vẽ mạch trong phổ tốt, gồm có con mic 16F887, button reset, thạch anh và hai bộ điện trở, mỗi điện trở 220V. Ra từng led gồm có 8 led từ bọc C và 8 led từ bọc D. Chúng ta thiết kế xong phần cứng. Các bạn lưu ý là thạch anh chúng ta lấy 10 MHz. Viết chương trình. Đầu tiên để thiết sau khi các bạn thay báo thư viện về các biến, chúng ta thiết kế mạch sáng dần từ trái sang phải. Đầu tiên thì chúng ta sẽ biến sẽ ở trạng thái 0000 0000 x. Và sau khi chúng ta chạy cho chạy vòng lặp for để biến dịch trái 1 bit và cộng với 0x01 thì trạng thái sẽ được chuyển thành 0000. Và led đầu tiên của bọc C sẽ sáng. Và cứ tiếp tục như vậy sẽ chạy hết 8 led của bọc C. Tiếp theo sẽ đến 8 led của bọc D. Tương tự như vậy. Và viết chương trình con tắt dần. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bọc D để đèn sẽ tắt từ phải sang trái. Lúc này các led đang sáng đủ ở trạng thái là 4. Thì lúc này thì sẽ dịch phải 1 bit và led đầu tiên bên phải sẽ tắt. Tức là tương tự như vậy, sẽ tắt từ con bit ngoài cùng bên phải của bọc D đến con bit ngoài cùng bên trái của bọc C. Chúng ta chạy xong chương trình tắt dần từ phải sang trái. Tiếp theo là chương trình sáng hai bên. Thì chúng ta sẽ cho, tức là chúng ta cho sáng từ con bit thấp nhất của bọc C đến bit cao nhất của bọc D từ ngoài vào trong. Các biến sẽ chạy như sau. Chúng ta cho chạy vòng lặp for. X chúng ta sẽ cho dịch phải về cộng với 0x08. Y chúng ta sẽ cho dịch trái và cộng với 0x01. Kết quả chúng ta được khi con led ngoài cùng của bọc D sẽ sáng. Tương tự như vậy, nếu con bit ngoài cùng của bọc C, con led ngoài cùng của bọc C. Tiếp theo là chương trình con sáng giữa. Thì sáng giữa chúng ta chỉ cần đổi chiều dịch của XY và đổi, thay vì cộng 0x080 thì chúng ta sẽ cho cộng 0x01 và ngược lại. Chúng ta sẽ được sáng giữa từ giữa ra hai bên. Tiếp theo là chương trình sáng dồn. Đầu tiên biến x sẽ là biến z sẽ là biến 16 bit. Chúng ta có z bằng 0. Và chúng ta có một biến tạm. Khi chạy vòng lặp for thì biến z sẽ có dạng như sau. Và
và biến tạng sẽ là sau khi cho giết giao với tạng, chúng ta sẽ ra được biến C sẽ lấy 8 bit của biến giết, tức là 0000000, và biến D sẽ lấy sẽ dịch 8 bit, tức là biến D sẽ bằng 1. Tương tự như vậy, vòng ngoặc for tiếp theo, biến giết sẽ có giá trị 1. Và biến C sẽ tiếp tục lấy 8 bit của biến giết. Tức là và D sẽ có giá trị 1. Và cứ tiếp tục vòng lặp for như vậy, chúng ta sẽ các biến sẽ các con led sẽ sáng dồn từ phải sang trái. Sau khi viết xong các chương trình con, chúng ta gọi ra từ chương trình chính và xuất ra các chân C và D. Giữa các chương trình con sẽ cách nhau 100 mili giây. Chúng ta đổ chương trình vào khung bít bên mặt rột tớt. Chúng ta cho chạy chương trình. Và nó sẽ tiếp tục chạy đến con led T16. Và tập 2 đó là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.